coi phía sau nhà đó. Cái này là tư nhân đóng pháo bông nha, không phải chính phủ. Mà mai mới chưa lên pho. Làm hết hồn, họ bắn pháo bông bự lắm, đến nỗi mà bay cái xác pháo qua nhà mình luôn, mà bay ngay mình luôn, mình hết hồn á. Họ bắn tiếp nè, ngày mai họ chắc cũng còn chơi nhiều đó. Nhanh thiệt, thời gian qua nhanh thiệt. Mới July 4 năm ngoái đây, bây giờ một năm nữa rồi. Lâu lâu họ cứ bắn lên một cái, bắn pháo lên cái, mình đạp xe đạp sau nhà giật mình luôn.